phạm chúng ba. Cô hồn ơi, thủ cảm lộ vị cho đời quan.
Thái Dân An, chủ sứ Hưng Long, thiên hạ Thái
Thì về nghi thức của tôn giáo từ sáng đến giờ, chư tăng cũng như các quý thầy cung văn đạo tràng lên các nghi thức hành khoa khóa lễ, các nghi thức của tôn giáo. Thì đến thời giờ này, đàn tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Thì chư tăng cũng thỉnh chư tăng vân tập đại hùng bảo điện để lên khóa lễ chỉ chú đệ tử tăng nghiêm niệm Phật A Di Đà nhất tràng tứ thánh hiệu để hồi hướng tự quy thoái ban được hạnh chư tăng từ vận bố thí quan hỷ bố chi A Di Đà Phật.